Xin chào mọi người, hôm nay thì Moon sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm bài tập bắt chước cụ thể với một cái bài bắt chước cụ thể ở trên nhóm học phát âm tiếng Anh. Đây là một nhóm Facebook mà Moon rất là hay tổ chức các hoạt động cộng đồng miễn phí như các thử thách luyện phát âm cho mọi người. Nên là Moon sẽ để cái đường link của cái nhóm này ở phía bên dưới phần description của video. Bạn nào muốn tham gia thì nhớ là vào trong nhóm để tham gia các thử thách rất là hay và thú vị và bổ ích nhé. Thế còn nói về bài tập bắt chước ấy, thì Moon cũng có một cái video nói về cách làm bài tập này rồi. Mọi người nhớ cho Moon một cái điều mà chúng ta hay hiểu lầm. Mọi người nghĩ rằng là bắt chước người bản xứ để nói hay như người bản xứ. Thực ra cái khái niệm nói hay ấy thì Moon nghĩ rằng là chúng ta đang hiểu nó hơi sai lệch một chút. Chúng ta không cần thiết phải nói như người bản xứ, mà thực tế là chúng ta làm những cái bài tập bắt chước này để chúng ta học được cái cách nhấn nhịp đúng. Từ đó thì chúng ta sẽ học cách nói nó rõ ràng và tự nhiên, chứ không phải là hay. Thì chúng ta bắt đầu vào bài hôm nay nhé. Được, câu đầu tiên. I'm 24 years old. I'm 24 years old. Các bạn để ý chỗ đây có hiện tượng nối âm ở đây. Years, và nối với o đằng sau trong từ old. Years old. Câu thứ hai. I'm half Asian and half American. Là I'm half Asian and half American. Thì các bạn lưu ý cho Moon cái từ khó ở đây, đó là từ half. Nó chỉ gồm có ba âm thôi. Và cái âm o ấy là âm câm. Nó là half Asian. Từ Asian là người châu Á thì nó sẽ là A và Jen, không phải là Asian. Nó để ý cách người ta phát âm. Asian. I'm half Asian and half American. Thì cái này cũng không có gì. My mom is from Asia. Tiếp theo là my mom is from Asia. Mọi người để ý cái từ mom, nó cũng là một cái âm nó khá là thú vị trong tiếng Anh Mỹ. Âm này gọi là âm o hạ hàm. Nếu các bạn xem lại cái loạt video của Moon nói về cái bảng phiên âm tiếng Anh Mỹ thì các bạn sẽ biết cái âm o hạ hàm này phát âm như thế nào. Thì đọc là my mom, từ mom và từ Asia là hai từ được nhấn trong trường hợp này. My mom is from Asia. Không phải là Asia nhá. Từ này chỉ có hai âm tiết thôi, lấy ý nhá. Asia. And my dad is from here, the United States. And my dad is from here, the United States. Thì các bạn cũng để ý này, and my dad, tức là cái từ dad là một cái từ được nhấn này, is from here, từ here, và cuối cùng là nước Mỹ đúng không? The United States. They met while studying for their MBA. They met while studying for their MBA. Chỗ này người ta nhấn vào từ met, từ while, từ studying, MBA. Đây là những từ được nhấn. Thì khi mà mình đọc thì mình cũng cố gắng bắt chước được cái nhịp của người ta, mình nghe thật là kỹ vào. They met while studying for their MBA. Mọi người để ý cho Moon, trong này có không có từ nào mới cả, mà có một cái từ đó, từ while. Trong tiếng Mỹ mình sẽ đọc nó không phải là while, mà nó sẽ hơi kéo ra một chút. While, okay. Và nhớ là âm O ở cuối nhé. Or Master of Business Administration. Or Master of Business Administration. Master, dễ rồi. Business là một cái từ hay phát âm sai, mọi người đọc là business, người ta đọc là business. Administration, trọng âm ở tray và trọng âm phụ ở ad, administration. Or master of business administration, nó cũng không có gì cả. After dating for about a year. After dating for about a year, thì các bạn để ý là after dating for about a year có được cái phần nhấn ở đấy. After dating for about a year. Đó. Tức là sau khi hẹn hò một năm đó, khoảng một năm. My mom and dad got married. My mom and dad got married. Cái này cũng không có gì. Cưới nhau đúng không? Sau khi hẹn hò chừng một năm thì cưới nhau. My mom and dad got married. And my mom decided to move to the USA. Chỗ này người ta nhấn vào mom decided move USA. And my mom decided to move to the USA. Các bạn để cho mình cái từ move, nó là mẫu căng nha. To move to the USA. Nghe kỹ mẫu cảm nhận độ nhấn và sau đó đọc theo thì thôi, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Và không phải decided mà sẽ là decided. Thì các bạn để ý, nếu mà các bạn muốn hiểu kỹ hơn về cái cách nhấn như thế nào cho nó đúng và cách làm bài tập bắt chước cho hiệu quả, thì các bạn có thể cân nhắc đăng ký khóa học coach phát âm tiếng Anh cùng Moon. Thank you and have a great day. Goodbye.